khỏi cần nói đi anh tới thì đây người ta cũng biết hết. Dạ. Thì hôm nay là chủ nhật có gì mới không anh? Thì đó, có cái đó đó. Có cái lực đó đó. Dạ, nhưng là cái lực này là mới ok rồi. Em thấy rồi. Hôm nay là anh với chị ăn buổi chiều chưa? Ăn qua tồn lại nữa, chị đi ra thôi, có gì mất gì xin. Rồi rồi. Ok. Rồi. Dạ. Yeah. Anh em mình tới nhà của anh Lợi coi là hôm nay chủ nhật coi anh Lợi có nhà không? Ê cái ơi. Đó nè, anh thấy có ai kìa. Kìa kìa. Có ai đứng đó? Dạ ổng kìa. Dạ ổng hả? Giống ổng đó kìa kìa. Đó, thấy không? Ờ, coi coi. Đó, có phải không? Phải dạ ổng đi tự đi vô xem thử coi. Đi. Từ từ nha. Ừ. Từ từ. Rồi, kìa kìa kìa. Đi. Có kìa. Kìa kìa. Kìa kìa. Không hả? Thấy không? Không. Không biết nữa, để mình bây giờ mình vô mình tìm hiểu coi. Trời ơi, trời ơi. Nè, nè. Đẹp như trời. Trời ơi. Vô. Giờ ổng đẹp vậy. Ừ, rồi. Vô. Vô. Đi, vô. Đi. Đi, vô. Vô. Rồi, em chào anh Lợi nha. Ừ, chào mọi người nha. Dạ, hôm nay thì em với bạn em đến để thăm anh Lợi và chị với bé. Khỏi cần nói đi anh anh tới thì đây người ta cũng biết hết. Dạ. Yeah. Thì hôm nay là chủ nhật có gì mới không anh? Thì đó, có cái đó đó. Có cái lực đó đó. Dạ, yeah, nhưng là cái lực này là mới ok rồi. Em thấy rồi. Hôm nay là anh với chị ăn buổi chiều chưa? Ăn qua tồn lại nữa, chị đi ra thôi, có gì mất gì xin. Rồi, ok. Chương trình này là chắc cỡ chừng một tháng nữa là sẽ xong. Dạ. Ừ, định hình hết rồi đó. Bên dạ. Các anh nữa là những cái hồn tôi là để bốn cái hồn đây để đi lập trình, lập hình, lập mệnh vô để cho đời sau luôn. Dạ. Kể cả như Trình với ông Bình là nó một cặp. Còn Trang với thằng ngày hôm qua cái du gì đó quên, nói là quên mẹ, không có ghi lại quên rồi. Là cặp. Đó là cặp tượng trưng, hai cặp đó tượng trưng cho âm. Dạ. Yeah. Còn anh với anh Chọc đó là tượng trưng cho bên vua. Dạ. Yeah. Cha với mẫu á. Không, hôm nay biết vậy để cho mình biết nha. Ở đây là giữa hình và hồn. Rồi, để cho chị vô cách. Hình á, hình thì có bổn phận trách nhiệm của hình và hồn. Yeah. Có bổn phận trách nhiệm của hồn. Yeah. Hình hồn như nhau. Tức là âm dương đồng nhất lý á. Dạ. Yeah. Hình thì có bổn phận gì mà hồn có bổn phận gì chung tay á, cùng nhau để làm mà cùng nhau để hưởng á. Dạ. Yeah. Đây tiền để đem. Ừ, anh kéo cái đó ra giùm mẹ luôn rồi. Để thôi nó mũi vô. Rồi ok. Rồi vậy ha. Rồi sách đó xong rồi anh bỏ vô trong giùm mẹ luôn. Không phải tôi lấy tiền nữa để mà chuộc lợi cho tôi. Mà tôi còn phải mua cái máy hoặc là này kia nọ để cho mà phục vụ cho hồn á. Dạ. Yeah. Nãy giờ cũng hát karaoke cho nó nghe vậy thôi. Những cái hồn nào hồn bên anh và bên những người đó là nó về đây nó học nè. Dạ. Yeah. Tôi thì không có hồn. Hồn mất đi làm việc hết. Thành ra giờ tôi có ca ngàn lần cũng chẳng nhớ. Dạ. Yeah. Mà chừng nào tôi ca tiếng thiên là lúc đó tôi sắp về trời đó. Anh là còn 6 năm nữa ha. Không tới đâu. Không tới hả? Tại tôi nói vậy thôi chứ không tới. Có thể là tôi karaoke trong những cái này cho mọi người nghe thôi. Dạ. Nhưng mà chỉ không có âm thanh của tôi thôi chứ còn ngoài ra nó cũng không có nhạc gì bao nhiêu. Anh chị nếu nghe thì tôi cũng bấm này tôi nghe.
hạt, cái này gọi là cái gì đây, hoa chinh nữ. Dạ. Ủa chị bữa nay hình như là em thấy chị bệnh sao, chị nằm thấy giống bệnh nha anh. Đang nằm tịnh mà hồn mới dẫn vô xác định chạy tới chạy lui cái đầu. À. Cái này nó nhịp vậy nè, cái đầu cũng đau. Giận lao như nãy giờ. Như là nói chung ra là hôm nay là cũng là nội trợ cũng là anh. Ừ. Gọn xu anh làm cho hồn giận là la nãy giờ đúng không? Bởi vì anh cứ chọc không mà anh chọc là bị la anh phải rồi. Thì cái vô xác nhỏ này nè dẫn về đây á, những giờ cái phần hồn đó bên anh với bên Trình á. Dạ. Để về đây cho đi học thôi, học cái ở đây những cái tánh biết này nè, làm gì đó truyền vận tải làm gì để cho lưu lại đời sau á. Dạ. Những cái gì mà các anh làm gì là để lưu lại cho đời sau, là các anh lúc ngày sau các anh mà bắt đầu là hiện thân là các anh sẽ còn. Dạ. Gọi là hình hồn với nhau, hình có cái gì của hình, còn hồn có gì của hồn. Bữa nay là em lại đây anh lại thấy em có khác không? Khác chứ. Con bữa... chuột em hơi bự rồi đó. Có gì đâu. Lập công lập hạnh thì sẽ có. Có gì đâu là lo. À, anh ghi ha. Dạ. Người đời hay đạo thì nó cũng thế thôi, đắng cay vui ngọt phải nếm là đủ, còn thiếu nếm mà thiếu nữa cũng phải nếm luôn đi cho đủ. Đời cũng thế, đời cũng phải đắng cay vui ngọt chứ, đạo cũng thế thôi. À. Hôm nay mình đi xin được món gì anh? Hôm nay mới xin, hôm qua đi rồi, hôm nay mới xin. À, như là cách bữa đi bữa ha. Cụ còn nhiều đó, mình ăn nhiều. À, như là bữa nay có nấu cơm không anh hay là nấu cháo? Nấu mì. À, ăn mì hả? Nói chung ra cơm á thì tại vì anh ăn cơm á nó tạo mỡ thêm thôi chứ đâu tốt gì cho mình. Như là có tinh bột ha. Ừ. Tại vì mình ăn cái chất thịt nó đã có tinh bột rồi. Gà hay vịt là nó có đủ âm dương rồi. Thấy không? Tại vì cái bữa đó là em nói là như là chị ca hay nên bạn em hô thôi để lợi nghe cái giọng ca của chị. Mà như là bữa nay là chị có ca cho bạn em nghe được không chị? Ca. Hôm nay chủ nhật tình mà. Em là đại dương. À. Hoặc là ca bán gì hoa chinh nữ đi cũng được. Hoa chinh nữ hả? Hoa chinh nữ ca trong này. Không mà cái đó chỉ có hát trong đó, chỉ có bản đó à. Dạ. Được, phải đăng ký bằng quyền. Dạ đúng rồi, cái này mình hát chay đi ha. Ừ, cái này mình đăng phải có đăng ký hết á. Ừ, đúng rồi. Tại vì hồn nó chọn anh hiểu không? Dạ đúng rồi. Chứ không phải mình muốn được đâu. Vậy. Dạ. Mọi người cũng vui vẻ nha, và mọi khán giả Nam Bắc một nhà nha, phải biết yêu thương nhau nha, chia sẻ ra yêu thương nhau, tịnh tâm tánh ý trong thân ý nghĩ trên đỉnh đầu nha, tìm ánh sáng của Thượng Đế nha. Dạ. Tránh được không bệnh không đau chẳng già đó mới phước. Nên là bữa nay là chị ca để cho hai người bạn em mới đến là với anh em mình cùng thưởng thức luôn buổi chiều ha. Từng con sông sâu ngoài khơi, từng cánh chim bay khắp thông, bước đi trong tiếng khóc, gây cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tim. Tình anh lớn như đại dương, nồng ấm đi qua bao xuống, đã cho em sướng sống để đi tới tận cuối chân trời. Thời gian cứ trôi bình yên, và một ngày khi dòng bão kéo đến nơi đây, đây rồi em đã mãi bay đi theo cánh chim trời. Đại dương mênh mông hơi, nay anh ở đâu? Trời xanh bao la hơi, có hai bóng anh.
nhớ những cơn gió hay nhắn dùm rằng trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai khơi rơi, dẫu có đôi khai, tình này em xin giữ mãi trong trái tim. Người hãy có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. Rồi, cảm ơn chị, quá hay. Quá hay không chị ơi? Anh ngày có phải ngoài trời đang mưa, anh ngày có phải trời đã xa đông, mùa đông ra băng em đang chờ, mùa đông ai ăn em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ôi mắt buồn ngày buồn anh, ta đã nguyện một đời yêu nhau, dù cho nét son môi phai màu, dù cho mắt xanh kia hững hờ, dù rằng năm tháng phôi qua, ta quen biết nhau khi hè sang, ta yêu khi xa khi chiều đông, và mùa khô đến anh ngựa mà hén trâu, gió đêm đêm kể anh vương miệng tình ngang đám cưới đôi mình. Anh xích lại và gần bên em, cho em nở một nụ cười xinh xinh, giá bao nhiêu hồng tình yêu anh ta mãi bên nhau. Không, hình như là chưa tới Noel, chưa tới Noel mà chị hát cái bài này một cái là tụi em là tưởng đâu Noel đang về. Đang Noel. Ừ. Ừ, nay tới lập đông rồi. Ừ, đúng rồi, trời lập đông. Bài này là hát là đúng ý nghĩa. Em mà trên ca ai xin chân đâu mà khai hà ai nhắc qua đây tên gần khá hàm thơ đê ninh chờ họ chẳng có đẹp xê xê cầm hàng gần khi khó cố hòa khuyên cho đê hà ồ hùa nghen khăn hòm thanh nở hòi kinh kinh nghe họ chứ đã ràng khô hòa
Ô, 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 ô